Có cách nào tôi được lãi suất tốt nhất thị trường không? Thực ra đó, đương nhiên là sẽ có cách, có những cái trick các mọi người, hay là có những cái thông tin mọi người nắm được là làm như thế này, chuẩn bị hồ sơ như thế này, vay dạng này, loại hồ sơ này, loại bất động sản này, thì sẽ có những cái cách làm sao để mà có cái lãi suất tốt nhất. Trinh đưa ra một số những cái điểm rất là chính yếu để quyết định một cái bộ hồ sơ nào đó có một cái lãi suất tốt nhất ở thị trường. Nó có chứ không phải không. Cái câu hỏi này nó ở trong cái câu thứ 18 của cái cuốn sách của Trinh có đưa ra đó. Thứ nhất rất là quan trọng là điểm credit. Ok, cái điểm credit càng cao càng tốt. Nhưng mà cái điểm credit nó không có quyết định là mình sẽ được cái lãi suất tốt nhất đâu mọi người. Cái điểm thứ hai là tài chính của người đi vay. Tài chính nó có thể là trên giấy thuế, tài chính nó có thể trên cái bank statement, tài chính nó có thể là cái tiền reserve ở trong ngân hàng của mình. Nó cái chữ tài chính nó rất là rộng trong những cái khoản vay, nên khi mà mình vay cái chương trình nào đó thì make sure nói chuyện với bên trên trước để mọi người nắm được là cái loại này nó sẽ yêu cầu cái gì để mà mình có được cái lãi suất tốt nhất. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là cái loại hình bất động sản có nhiều rủi ro không. Cái loại hình bất động sản mà anh chị em đang chọn mua nè, hoặc là cái loại hình bất động sản anh chị em đang có và cần phải lấy tiền ra nè, nó như thế nào, nó có thuộc cái loại bất động sản rủi ro nhiều không. Đó, cái gì bình dân, cái gì mà dễ dàng thì nó ok, còn cái loại nào mà gọi là trầm trầy trầm trật, mà cái loại nào có nhiều cái rủi ro nè, rủi ro về nhiều phía nè, nhiều khía cạnh, thì sẽ có nhiều cái sự cân đo đong đếm trong cái lúc làm hồ sơ lắm. Đó là điểm thứ ba. Và cái điểm thứ tư, trong nhiều trường hợp là mình phải mua down cái rate xuống, buy down cái rate xuống, thì mình trả một cái chi phí nào đó 1-3% nhiều hơn để mà mình có thể chọn cái rate thấp hơn. Rồi có bất kỳ câu hỏi gì liên quan đến cái vấn đề vay mượn tiền để kinh doanh, đầu tư bất động sản tại Mỹ, building, condo hay tất cả mọi thứ, có thể cho Trinh biết nha, để mà Trinh coi thử là Trinh có thể giúp được gì cho mọi người không. Thank you mọi người for watching. Bye-bye.